Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học một bài học khá đặc biệt. Theo yêu cầu thì có một số bạn hỏi tôi rằng là làm thế nào để biết nói chuyện với bạn gái của mình. Tôi đặt đầu đề là bạn gái Nga cho nó vui. Chúng ta sẽ có từ đầu tiên. Chúng ta có từ đầu tiên là từ Подруга. Подруга. Подруга là bạn gái. Подруга. Chúng ta đọc là Подруга. Подруга. Và tương tự như vậy chúng ta có từ Друг. Друг. Chúng ta đọc là Друг. Kết thúc từ thì bằng chữ G nhưng mà chúng ta sẽ phát âm là chữ K. K tương đương K là một âm câm. Chúng ta sẽ đọc là Друг. Друг. Ví dụ như là chúng ta muốn nói là tôi là bạn của cô. Я твой друг. Я твой друг. Я твой друг. Tôi là bạn của anh, tôi là bạn của cô. Cô là bạn của tôi. Ты моя подруга. Ты моя подруга. Ты моя подруга. Nhắc lại nhé. Chúng ta có từ đầu tiên là Подруга. Подруга. Đó là bạn gái. Bạn trai sẽ là Друг. Друг. Chúng ta có mẫu câu Я твой друг. Tôi là bạn của cô. Я твой друг. Я твой друг. Я твой друг. Ты моя подруга. Cô là bạn của tôi. Ты моя подруга. Ты моя подруга. Я твой друг. Ты моя подруга. Я твой друг. Ты моя подруга. Мы друзья. Мы друзья. Мы друзья. Мы друзья. Друзья. Мы друзья. Chúng ta là bạn của nhau. Мы друзья. Я твой друг. Ты моя подруга. Мы друзья. Мы друзья. Nhắc lại nhé. Подруга. Друг. Я твой друг. Ты моя подруга. Мы друзья. Như vậy là chúng ta đã có một số câu khá hay rồi. Bây giờ chúng ta sẽ có một vài tính từ để khen cô bạn gái của mình. Chúng ta sẽ nói là Ты красивая. Ты красивая. Ты красивая. Ты красивая. Em rất là đẹp. Ты красивая. Ты красивая. Ты нежная. Ты нежная. Ты нежная. Em rất là âu yếm. Rất là dịu dàng. Нежная là dịu dàng. Ты нежная. 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 Ты красивая. Ты нежная. Ты хорошая. Ты хорошая. Ты хорошая. Ты хорошая. Ты хорошая. Ты красивая. Ты нежная. Ты хорошая. Ты... Gì nữa? Có thể là gì nữa nào? Ты добрая. Добрая. Ты добрая. Ты добрая. Rất là hiền dịu. Ты добрая. Ты красивая. Em rất đẹp. Ты нежная. Em rất là dịu dàng. Ты хорошая. Em rất là tốt. Ты добрая. Em rất là tốt bụng. Rất là tốt. Добрая cũng là hiền, nhân hậu. Tốt bụng. Đó, chúng ta nhắc lại nhé. Ты красивая. Ты нежная. Ты хорошая. Ты добрая. Nghe lại nữa nào. Ты красивая. Ты нежная. Ты хорошая. Ты добрая. Tiếp theo như cô gái ở trong tấm hình này chúng ta thấy là cô ta rất là eo thon, đúng không?
rất là thon thả. Chúng ta có thể là tùy stroyne, 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 tức là rất là thon thả. Stroyne, stroyne, stroyne. Đó. À, chúng ta nhắc lại toàn bộ những tính từ vừa rồi nhé. Tùy красивая, tùy нежная, tùy хорошая, tùy добрая, tùy стройная. À, nếu như chúng ta nói một loạt những cái tính từ như thế chắc cô ta thích lắm. Tùy красивая, tùy нежная, tùy хорошая, tùy добрая, tùy стройная. À, chúng ta sẽ có một vài mẫu câu tiếp theo như sau. À, bây giờ chúng ta muốn mời cô ta đi uống trà hoặc uống cà phê chẳng hạn, thì chúng ta có thể hỏi Не хочешь ли ты чая? 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 Или попроще, hoặc là có thể đơn giản hơn. Хочешь попить кофе? Хочешь, хочешь попить кофе? Хочешь попить кофе? Не хочешь ли ты чая? Хочешь попить кофе? Хочешь попить кофе? Тебе не жарко? Тебе не жарко? Тебе, тебе не жарко? Em có nóng không? Не хочешь ли ты? Не хочешь ли ты чая? Em có muốn uống trà không? Хочешь попить кофе? Em có muốn uống cà phê không? Тебе не жарко? Em có nóng không? Может, пивку попьем? Пивку? А, пивку – это пиво. Может, может, может. À, đây là thể giả định. Может, может, có lẽ là может, пивку попьем, hay là chúng ta uống bia nhé. Đó. Хочешь ли ты чая? Хочешь попить кофе? Тебе не жарко? Может, пивку попьем? Пивку, а, пиво. Пивку попьем. Nhắc lại nhé. Не хочешь ли ты чая? Em muốn uống trà không? Хочешь попить кофе? Em có muốn uống cà phê không? Тебе не жарко? Em có nóng không? Может, пивку попьем? Может, пивку попьем? Hay là chúng ta uống bia nhé? Или по крепче? Или по крепче? Или по крепче? Или по крепче? Hay là uống cái gì nó nặng hơn một chút? Thông thường thì gặp bạn gái mà người ta uống cái rượu mạnh thì có ý là không tốt, cho nên là chúng ta cũng nên liệu chừng cái gì nên nói chúng ta nói. Tôi cứ cho những mẫu câu như này, các bạn tùy ý sử dụng. Chúng ta nhắc lại. Не хочешь ли ты чая? Хочешь попить кофе? Тебе не жарко? Может, пивку попьем? Или покрепче? Покрепче, 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 покрепче là nặng hơn, покрепче. Có thể là chúng ta sẽ mời cô ta ăn uống cái gì đó. Chúng ta có thể mời cô ta ăn uống. Хочешь перекусить? Em có muốn ăn nhẹ một chút không? Хочешь перекусить? Хочешь перекусить? À, ví dụ như là chúng ta làm bánh mì kẹp này, hoặc là có những cái đồ ăn nhẹ nhẹ, thì ăn với giò. Хочешь перекусить? Хочешь шоколадку? Có muốn ăn một cái kẹo sô cô la không? Хочешь шоколадку? Хочешь шоколадку?
Что бы ты хотела? Hay là em muốn ăn gì? Hay là muốn gì? Что бы ты хотела? Что бы ты хотела? А, ba câu hỏi chúng ta hay sử dụng. Хочешь перекусить? Em có muốn ăn nhẹ không? Хочешь шоколадку? Em có muốn ăn một thanh sô-cô-la không? Что бы ты хотела? Em muốn ăn cái gì nhỉ? Hay là em muốn cái gì nhỉ? À, chúng ta có thể nói Пойдем поесть что-нибудь. Пойдем поесть что-нибудь. А chúng ta đi ăn một cái gì đó đi. Пойдем поесть что-нибудь. Хочешь перекусить? Хочешь шоколадку? Что бы ты хотела? Пойдем поесть что-нибудь. Что-нибудь. Là một cái gì đó. Пойдем поесть. Поесть. À, động từ поесть là ăn. Пойдем поесть что-нибудь. Chúng ta nói lại nhé. Хочешь перекусить? Хочешь перекусить? Хочешь шоколадку? Хочешь шоколадку? Что бы ты хотела? Что бы ты хотела? Пойдем поесть что-нибудь. Пойдем поесть что-нибудь. А, chúng ta đi ăn cái gì đó đi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ làm việc với một động từ trong tiếng Nga, đó là động từ нравится. Нравится. Động từ нравится là động từ nguyên bản có dấu mềm нравится. À, nếu như chúng ta muốn nói là thích cái gì đó thì trong tiếng Nga nó hơi ngược so với trong tiếng Việt một chút. Này, chúng ta muốn nói là tôi rất thích mái tóc của em. Мне нравится. À, phải là số nhiều. Мне нравится твои волосы. À, tôi rất thích mái tóc của em. Мне нравится твои волосы. Мне нравится. Нравится твои волосы. Нравится. Мне нравится твои волосы. À, tôi rất thích mái tóc của em. Мне нравится твои глаза. À, tôi rất thích đôi mắt của em. Мне нравится твои глаза. À, nhớ nhé, động từ нравится là động từ nguyên bản. Khi chúng ta muốn dùng nó vào trong câu ấy, thì chúng ta phải chia nó theo cái danh từ ở đứng đằng sau. À, đại từ tôi là đại từ ở thứ ba. Мне nói я, mà nói мне. Мне нравится твои волосы. À, tôi rất thích mái tóc của em. Мне нравится твои глаза. Мне нравится твои глаза. Мне нравится твои руки. Руки. À, tôi rất thích đôi bàn tay của em. Như vậy là chúng ta sẽ có 3 mẫu câu. Мне нравится твои волосы. Мне нравится твои глаза. Мне нравится твои руки. À, chúng ta nhìn thấy là нравится. Нравится. Đây là số nhiều. Твои руки là số nhiều. Cho nên đuôi ở đây nó phải chia là яца. Нравится. Нравится. À, nếu mà số ít thì đây sẽ là и. Ví dụ, tôi sẽ cho một câu ví dụ là số ít. Мне нравится. А, мне нравится твой голос. Твой голос. Твой голос. А, tôi rất thích giọng nói của em. Мне нравится. Нравится твой голос. Мне нравится твой голос. А, như vậy là ở trên chúng ta đã có những cái câu với lại động từ chiều số nhiều. Thì cái câu cuối cùng này lại là động từ chiều số ít. À, chúng ta nhớ như vậy nhé.
Мне нравятся твои волосы. Tôi rất thích mái tóc của em. Мне нравятся твои глаза. Tôi rất thích đôi mắt của em. Мне нравятся твои руки. Tôi rất thích đôi bàn tay của em. Мне нравятся твои волосы. Và tôi rất thích giọng nói của em. Đó. À, nhắc lại nhé. Мне нравятся твои волосы. Мне нравятся твои глаза. Мне нравятся твои руки. Мне нравится твой голос. À, thế bây giờ tiếp theo. Nếu như chúng ta muốn hỏi là cô ta có thích mình không thì phải hỏi thế nào? À, chúng ta sẽ hỏi. Я тебе нравлюсь. Я тебе нравлюсь. À, tiếng Việt mình thì nó ngược lại là em có thích tôi không? Tôi có làm em thích không? Em có thích tôi không? Đấy, thông thường như vậy. Nên chúng ta muốn hỏi là cô ta có cảm thấy thích thú với mình không thì chúng ta sẽ hỏi. Я тебе нравлюсь. Я тебе нравлюсь. À, tiếng Nga nó lại ngược so với tiếng Việt. Я тебе нравлюсь. À, cô ta thông thường thì có người nó trả lời ngay đã ты мне нравишься. А ты мне нравишься. Tớ thích cậu đấy. Đã ты мне нравишься. À, có khi là người ta trả lời thẳng thắn như vậy. Thế thông thường đối với người nước ngoài, người Việt Nam thì người ta trả lời thẳng thắn. Đó. Có người ta nói lửng lơ đã ничего. Ничего. À. Ừ, cũng được đấy. Đã ничего cũng được đấy, nghĩa là tạm tạm. Chưa chắc chắn lắm nhưng mà nói chung cũng tạm tạm. Đã ничего. Vậy thì câu hỏi chúng ta có thể hỏi để xem ý chừng của cô ta ra sao. Và ta hỏi Я тебе нравлюсь. Я тебе нравлюсь. Я тебе нравлюсь. Я тебе нравлюсь. 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 Да, ты мне нравишься. Ừ, cậu, tớ thích cậu đấy. Да, ты мне нравишься. Да, ничего. Ừ, cũng được, tạm tạm được. Hoặc là người ta chỉ trả lời đơn thuần là да. Да. Thế thôi. Да. Chúng ta nhắc lại toàn bộ phần vừa rồi nhé. Я тебе нравлюсь. Да, ты мне нравишься. Да, ничего. Да. Thế khi mà đã, chúng ta đã nắm được chắc chắn là cô ta thích rồi. Thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Хочу. Чтобы мы были всегда вместе. Я хочу, чтобы мы были всегда вместе. À, câu này nói rất là lịch sự và hơi ẩn ý một chút. Là tôi muốn là chúng ta lúc nào cũng sẽ là ở cùng với nhau. Я хочу, чтобы мы были всегда вместе. À, ý nói là cũng đã rõ ràng rằng là sẽ luôn luôn ở bên cạnh nhau rồi, đúng không? Đấy, ý tiếng Việt nó là như vậy. Я хочу, чтобы мы были всегда вместе. Я хочу, чтобы мы были всегда вместе. Nói lại nhé. Я хочу, чтобы мы были всегда вместе. Я хочу, чтобы мы были всегда вместе. Я хочу, чтобы мы были всегда вместе. Đó. Hoặc là chúng ta có thể nói là Я хочу, чтобы ты стала моей любимой. À, tôi muốn là cô hay là tôi muốn em trở thành là người yêu của tôi. Đấy. Я хочу, чтобы ты стала моей любимой. Я хочу, чтобы ты стала моей любимой. Đó.
hoặc là có thể nói người yêu duy nhất của tôi. Я хочу, чтобы ты стала моей единственной. Единственной có nghĩa là duy nhất. Tôi muốn là em trở thành người yêu duy nhất của tôi, là người duy nhất của tôi. Я хочу, чтобы ты стала моей единственной. Như vậy nhắc lại cả ba câu vừa rồi nhé. Я хочу, чтобы мы были всегда вместе. Tôi muốn là lúc nào chúng ta cũng ở bên nhau. Я хочу, чтобы ты стала моей любимой. Я хочу, чтобы ты стала моей единственной. Единственной là người duy nhất. Я хочу, чтобы ты стала моей единственной. Я хочу, чтобы мы были всегда вместе. Я хочу, чтобы ты стала моей любимой. Я хочу, чтобы ты стала моей единственной. Và thế bây giờ có một số bạn muốn có những cái lời quyết định. Ví dụ như chúng ta có thể nói là Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Tôi muốn là em trở thành vợ của tôi. Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Я хочу, чтобы мы поженились. Tôi muốn là chúng ta sẽ tổ chức cưới đi. Я хочу, чтобы мы поженились. Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Я хочу, чтобы мы поженились. И мы будем жить всегда вместе. Và chúng ta sẽ suốt đời sống bên nhau. И мы будем жить всегда вместе. И мы будем жить всегда вместе. И мы будем жить всегда вместе. Và chúng ta sẽ sống suốt đời bên nhau. Hạnh phúc, ví dụ như thế. Счастливо. Вместе и счастливо. Như vậy chúng ta sẽ nói lại nhé. Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Tôi muốn là em trở thành vợ của tôi. Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Я хочу, чтобы мы поженились. Tôi muốn là chúng ta sẽ cưới nhau. Я хочу, чтобы мы поженились. И мы будем жить всегда вместе и счастливо. Và chúng ta sẽ sống suốt đời bên nhau và sẽ hạnh phúc. И мы будем жить всегда вместе и счастливо. Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Я хочу, чтобы мы поженились. И мы будем жить вместе всегда счастливо и счастливо. Всегда вместе и счастливо. И мы будем жить всегда вместе и счастливо. Đó. Bài học hôm nay của chúng ta tạm dừng tại đây. Khi các bạn học bài này thì các bạn phải nghe đi nghe lại nhiều lần và đọc đi đọc lại nhiều lần để chúng ta nhớ và chúng ta nói những mẫu câu thật nhiều lần để nó trở thành những câu của chúng ta nói thành thạo và nhuần nhuyễn. Như vậy nhé, chúc các bạn thành công.